Phan Nhí phát họa Lê Dương Bảo Lâm, sự thật thế nào mà chính chủ phải cầu cứu? Dù khiến chính chủ phải cầu cứu, nhưng bức họa này lại được dân tình nhiệt tình khen ngợi. Sở hữu nét diễn tự nhiên, hài hước cùng khả năng hoạt ngôn ấn tượng. Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ ở nhiều độ tuổi. Bằng chứng nằm ở việc một học sinh đã miêu tả hình ảnh của nam diễn viên trong bài kiểm tra với đề bài "Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích". Mới đây nhất, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải bài văn này cùng những bức họa của chính mình. Đặc biệt, nam diễn viên bất ngờ thừa nhận loạt tranh vẽ này chính là nỗi tàn ác đối với người đàn ông ngoài 40 tuổi. Không những vậy, nam diễn viên còn phải vội vã cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm chủ nhân của bức tranh phác họa này. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm cho biết, tôi ngoài 40 hồi nào. Bằng thế lực nào đó tôi thấy tụi nhỏ rất mê tôi. Nó vẽ tôi xong thấy xấu quá nên vẽ thêm cái khẩu trang nữa. Coi tàn ác với người đàn ông ngoài 40 chưa? Mấy đứa nhỏ bây giờ không có chính kiến. Biết con ai tét nó vô dùng tôi cái. Ít giờ sau khi lên sóng, bài viết của Lê Dương Bảo Lâm đã nhận về lượng lớn người yêu thích. Netizen còn đồng loạt để lại bình luận khen ngợi bức họa kia. Vẽ thêm cái khẩu trang trông đẹp trai hơn hẳn. Che mặt ô tô đẹp nha anh. Quá trời fan cứng này rồi. Sao mà bé tàn ác với anh Lâm của tôi quá. Hình vẽ dễ thương quá. Lê Dương Bảo Lâm thu về lượng lớn người hâm mộ nhờ nét diễn tự nhiên, hài hước cùng khả năng hoạt ngôn ấn tượng.